Nhân dịp cuối tháng 3 này, Jisoo sẽ có màn solo đầu tiên trong sự nghiệp. Chúng ta hãy cùng ôn lại một chút về quá khứ huy hoàng của cô ấy nha. Trái ngược với vẻ ngoài dịu dàng ở hiện tại, Jisoo những năm thời thơ ấu thực sự rất bá đạo đó nha. Khi Jisoo mới 5 tuổi, khi cô và ông anh trai đang chơi nhảy dây, thì xe khử trùng đi ngang qua. Anh ấy đã cảnh báo Jisoo là nếu hít hay dính phải khí khử trùng thì sẽ ngỏm cổ tỏi ngay. Ông anh thương em nên đã giục Jisoo chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Tiện thể đang có cái dây trong tay nên anh ấy bảo sẽ dùng dây nhảy hất khí khử trùng đi cho. Nhân sinh không còn gì nối tiếc, Jisoo chạy thật nhanh mà khổ nỗi dòng đường trơn trượt. Cô đã bị ngã dập đầu vào thanh sắt của cầu thang, phần đầu bị trọng thương tổn nguyên khí. Đau thế mà bà không khóc. Sau nhiều năm, trên trán của Jisoo vẫn còn vết sẹo năm ấy. Ngoài ra, từ bé cô đã thích chơi đấu vật với anh trai và một người anh họ giỏi taekwondo. Jisoo mạnh mẽ và ngoan ngoãn nhưng không phải ai cũng hài lòng về cô. Đáng buồn thay, những người ấy lại chính là họ hàng của Jisoo. Jisoo từng bị người thân đối xử lạnh nhạt vì họ cho rằng cô xấu xí. Trong đó, có một người còn gọi Jisoo là khỉ để đày nghiến cô. Tuy bị người thân xa lánh nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến nhân cách đẹp của Jisoo. Những mẩu chuyện vặt liên quan tới thời đi học của Jisoo có rất nhiều, trong đó đa số đều nhận xét cô có nét tính cách rất nổi bật, hòa đồng, vui tính và có thể chơi được với bất kỳ ai. Bên cạnh đó, từng có một bạn fan vô tình gặp được bà của Jisoo khi được hỏi về tính cách của cô, bà kể lại như sau. Chỉ cần trông bà có vẻ hơi phật ý một chút thôi là nó sẽ nhận ra và tỏ thái độ ngoan ngoãn ngay. Trong số 4 đứa cháu của bà thì tính cách của nó là số 1 luôn đấy. Nó hòa đồng với mọi người và làm chỗ dựa rất tốt. Ngày xưa, Jisoo yêu sự tự do, thích gì làm nấy, không quá quan trọng vấn đề tương lai và cũng không có mong muốn nghề nghiệp nhất định. Jisoo chia sẻ, bản thân từng muốn làm thợ cắt tóc nhưng bỏ ngay tư tưởng này sau khi cắt mái cho một người bạn. Cái kết thì khỏi phải nói, chúng ta cũng đoán được rồi đúng không? Cô cũng từng muốn cầu thủ bóng rổ và bác sĩ. Mỗi tội bác sĩ thì phải thông minh, còn môn bóng rổ thì lại cần chiều cao nên Jisoo phải bỏ luôn hai ý định này. Jisoo từng chia sẻ, khi người xung quanh hỏi cậu muốn cuộc sống trong tương lai sẽ như thế nào? Jisoo chỉ nghĩ nếu bản thân không kiếm được một công việc thích hợp, chỉ ít cô cũng sẽ làm công việc bán thời gian và sống với bố mẹ. Jisoo sẽ kiếm một số tiền và tiêu xài cho chuyện du lịch. Nhờ vậy mà cô sẽ tìm thấy những gì mà bản thân muốn làm. May mắn là Jisoo có một gia đình luôn ủng hộ cho các quyết định của cô ấy. Sau một thời gian dài tìm kiếm ước mơ cho bản thân, Jisoo đã tham gia một câu lạc bộ kịch ở trường. Mới đầu, Jisoo đã cân nhắc theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Và để quyết định này thành công, Jisoo phải tích lũy kinh nghiệm. Cô sau đó đã đăng ký tham gia buổi thử giọng của YG. Đây có lẽ là một trong những quyết định đúng nhất của Jisoo. Khi đến buổi audition, Jisoo chỉ mặc áo sơ mi đơn giản và một cái mũ đen. Cô có ngoại hình cực kỳ nổi bật, tuy chưa bao giờ học nhảy và hát, nhưng giọng hát ấm áp và đúng kỹ thuật đã cho thấy tiềm năng của cô. Cuối cùng, Jisoo vượt qua buổi thử giọng vì chỉ là tham gia để tích lũy kinh nghiệm, nhưng không ngờ nhờ vậy mà cô được nhận vào YG ngay lập tức. Khỏi phải bàn thì chúng ta đều hiểu YG là nơi có tính cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Quãng thời gian 5 năm tập luyện, kỳ thực không hề dễ dàng. Jisoo kể lại rằng lúc ấy có khoảng 200.000 đến 300.000 thực tập sinh tại YG. Cô luôn phải chứng kiến cảnh tượng những thực tập sinh thu dọn đồ đạc rồi rời đi liên tục. Jisoo nhớ rằng bất cứ khi nào cô ấy quay lại sau những lúc nghỉ giải lao, các thực tập sinh khác vẫn đang đeo tai nghe và luyện tập. Điều này càng thúc đẩy và tạo áp lực cho Jisoo vì điều này mà cô thậm chí còn không thể nghỉ ngơi đàng hoàng. Một lần khác, khi Jisoo về ký túc xá sau buổi tập khắc nghiệt, cô ấy đã chứng kiến một thực tập sinh khác thu dọn đồ đạc và về nhà. Vì cảnh đó mà Jisoo đã quay trở lại phòng tập. Vậy nhưng, có vẻ sau đó, Jisoo đã thay đổi định hướng của mình. Một thực tập sinh cũ của YG đã kể lại rằng, trước khi debut một thời gian thì Jisoo đã rời nhóm nhạc nữ và chuyển sang mảng người mẫu và diễn viên. Thời gian đó, Jisoo đã liên tục tham gia các hoạt động quảng cáo, diễn xuất, nhưng cuối cùng cô vẫn quay về làm thực tập sinh cho nhóm nhạc nữ. Tuy môi trường luyện tập khắc nghiệt và cạnh tranh, nhưng điều này không làm giảm đi tính cách thân thiện và tốt bụng của Jisoo. Cô là người đầu tiên tiếp cận và động viên Lisa. Lúc ấy, Lisa mới chuyển sang một đất nước xa lạ, không nói được tiếng Hàn và rất nhớ gia đình. Sau này, Lisa đã xúc động kể lại, hồi mình mới trở thành thực tập sinh, có một người trong số các thành viên đã đưa mình đi ăn uống, đi chơi đây đó, lúc nào cũng để mình được ở bên cạnh cô ấy. Cũng nhờ vậy, mà tiếng Hàn của mình đã tiến bộ hơn rất nhiều, cô ấy thực sự đã chăm sóc mình chu đáo về mọi mặt, mình cảm thấy rất biết ơn. Chắc ai cũng đoán được Lisa đang nói về ai đúng không?
Ngoài ra, khi Rose bị đuối sức trong những ngày thực tập vất vả, chỉ cả Jisoo cũng là người ở cạnh để an ủi cô em. Khi Jisoo gặp khó khăn trong việc hát và nhảy, Jennie đã ở cạnh để hỗ trợ chị cả. Theo lời kể của các thực tập sinh cũ, Jisoo luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Cô cũng có tinh thần trách nhiệm rất cao vì bản thân là một thực tập sinh lớn tuổi hơn mặt bằng chung. Không phụ lòng người, cuối cùng Jisoo đã thành công được chọn trở thành một trong 4 thành viên của Blackpink. Nhưng chưa kết thúc, việc huấn luyện giờ đây còn trở nên khổ cực hơn so với trước kia. Có một lần, vì sắp kiệt sức, Jisoo đã phải rút dây loa ngoài ra để công ty gọi người tới sửa. Trong lúc ấy, cô sẽ có được 30 phút nghỉ ngơi quý giá. Đến khi nhân viên tìm thấy dây cáp và sửa xong, quá trình huấn luyện khắc nghiệt sẽ lại tiếp tục diễn ra. YG đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào Blackpink. Mỗi thành viên đều được công ty cho thử sức trước với nhiều hoạt động khác nhau. Riêng Jisoo, cô đóng trong một số quảng cáo, MV của tiền bối nhà YG. Ngoài ra, Jisoo còn xuất hiện với tư cách khách mời trong bộ phim truyền hình The Producer. Cho đến nửa cuối năm 2016, cuối cùng Jisoo đã được ra mắt cùng Blackpink. Blackpink debut với cái danh Tân binh khủng long và ngay sau khi ra mắt công chúng, Blackpink đã gây chấn động K-pop. Ca khúc Whistle đã giúp nhóm giành được chiếc cúp đầu tiên, trở thành group có chiến thắng nhanh nhất trên các show âm nhạc chỉ sau 13 ngày. Ngay sau đó là loạt thành tích khủng liên tục ập tới. Thành công vang dội ngay từ những ngày đầu ra mắt cộng với sự kỳ vọng của khán giả đã tạo cho Jisoo rất nhiều áp lực. Nhưng không phụ sự nỗ lực của chị cả, thành công nối tiếp thành công, bài hát chủ đề tiếp theo của Blackpink, Playing With Fire đã trở nên nổi tiếng trên toàn Hàn Quốc. MV này đã vượt mốc 10 triệu view chỉ sau 3 ngày, đây là một thành tích đáng nể ở thời điểm ấy. MV cũng chiếm vị trí thứ 92 trên Billboard Hot 100 của Canada. MV còn lọt vào bảng xếp hạng Spotify của nhiều quốc gia châu Á. Tại nhiều lễ trao giải lớn, nhóm cũng liên tục được xướng tên. Blackpink ngày càng nổi tiếng hơn, nhưng đây cũng chính là áp lực đè nặng lên tâm trí của Jisoo. Chị cả từng thật thà chia sẻ rằng, khi tôi đứng trên sân khấu, tôi nghĩ về việc không bị mắc lỗi, việc biểu diễn đôi khi giống như một bài kiểm tra hơn là một thứ gì đó thực sự vui vẻ. Nhưng những áp lực này đã thay đổi từ khi Jisoo biểu diễn tại lễ hội Coachella vào năm 2019. Nhìn vào hình ảnh nữ thần tóc đỏ rực rỡ năm ấy, chắc không ai đoán ra rằng Jisoo đã lên cơn sốt ngay từ đêm diễn đầu tiên. Đến ngày diễn thứ hai, cô phải khổ sở hơn về chứng đau cơ nghiêm trọng. Jisoo kể lại, chưa lần nào em bệnh nặng đến vậy, lưng em đau đến mức không thể thở nổi, mỗi lần di chuyển đều rất đau đớn. Nhưng vì tinh thần trách nhiệm, sự kính nghiệp tuyệt đối và tình cảm của khán giả, Jisoo đã hòa mình vào màn trình diễn và hoàn thành xuất sắc. Từ đây, cô nàng đã nhận ra thế nào là vui vẻ khi biểu diễn trên sân khấu. Không chỉ thành công với vai trò là thành viên của Blackpink, những hoạt động độc lập của cô cũng nổi bật không kém. Nhờ gương mặt sáng, đường nét hài hòa, Jisoo đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều nhãn hàng xa xỉ. Chắc ai cũng không thể quên câu chuyện, cả hai nhãn hàng xa xỉ, Cartier và Dior, đều mong muốn Jisoo trở thành đại sứ độc quyền cho riêng mình. Cartier thậm chí đã tăng gấp đôi số tiền hợp đồng mà Dior đưa ra để đảm bảo Jisoo sẽ trở thành đại sứ toàn cầu cho họ. Bên cạnh đó, khi lựa chọn theo đuổi con đường diễn xuất, Jisoo đã để lại nhiều dấu ấn với vai chính đầu tay trong tác phẩm Snowdrop. Phim nhận được sự yêu thích rộng rãi, khẳng định vị thế của Jisoo. Jisoo gì cũng có, chỉ có solo là không có. Tuy nhiên, vào cuối tháng 3, cuối cùng chúng ta cũng sẽ thấy màn ra mắt này. Bất chấp lịch trình, lưu diễn nước ngoài bận rộn, Jisoo vẫn đang chuẩn bị cho album solo đầu tay của mình. Nghe nói cô còn tình nguyện thu âm lại để đảm bảo chất lượng. Giờ đây, nhiều fan đang mong chờ xem Jisoo sẽ phát hành thể loại âm nhạc nào. Ngoài ra, các Blink còn đang hóng xem cô có màn biểu diễn solo với ca khúc debut đầu tay trên sân khấu Coachella 2023 vào tháng 4 tới đây không? Bạn nghĩ sao về cô nàng này? Hãy chia sẻ cảm nghĩ ở phần bình luận nhé! Xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau!